Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng, cùng quê lớn sông người hành hương. Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới, hành trang con mang theo cho căm hờn của dân nghèo. Về đây xin dâng cha trong lo âu, đưa hai tay muôn chung xây thế giới mới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đang diễn ra tại Krakow, Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là vị sáng lập ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay thứ Năm 28 tháng 7 là ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Ba Lan trong khuôn khổ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Krakow. Sau khi cử hành thánh lễ riêng tại Tòa Giám mục Krakow vào lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Balice, nơi Ngài đã đáp xuống chiều hôm qua để đáp máy bay trực thăng đi Jasna Gora. Trên đường đến sân bay, Ngài đã ghé thăm tu viện của các nữ tu dòng Đức Bà thăm viếng tại Krakow, cách tòa giám mục chỉ vài chục thước. Đức cha Damian Smutkus, tổng điều phối của ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Krakow 2016, nói tại tu viện ở số 7 đường Jasna, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nữ tu. Và trong cuộc họp này, Đức Thánh Cha cầu nguyện với các chị em và gặp gỡ các học sinh trong một trường học do các sơ điều hành. Tại sao tu viện của các nữ tu dòng Đức Bà thăm viếng tại Krakow được bao gồm trong chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco? Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz giải thích như sau. Tại Vatican, các nữ tu dòng Đức Bà thăm viếng làm việc trong một xưởng riêng của Đức Giáo Hoàng. Đó là nơi mà tất cả các công việc chuẩn bị cho các cuộc tông du được thực hiện như huy chương, lễ phục. Các nữ tu phụ trách tất cả các công việc đó. Các vị giáo hoàng thỉnh thoảng đến thăm các nữ tu để tri ân những hy sinh của họ. Trong tinh thần đó, mẹ bề trên tổng quyền đã đề nghị bao gồm tu viện tại Krakow trong chuyến tông du Ba Lan của Đức Thánh Cha. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.